Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với lời chào nông dân của huyện Diễn Châu. Chúng ta hãy xin một tràng tay để chúc mừng huyện Diễn Châu để đón lời chào nông dân một cách ấn tượng nhất. Xin mời. Phần thi của đội tuyển huyện Diễn Châu xin phép được bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúc mừng thi chúng ta thành công tốt đẹp. Và tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của huyện Diễn Châu với chủ đề nâng tầm cho xây dựng nông thôn mới. Dọc vang. Với những thành quả đã đạt được, hội nông dân Diễn Châu sẽ tiếp tục cùng với địa phương quyết
cả các tiêu chí để vận động huyện về đích nông thôn mới và phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Kính thưa quý vị, trên đây là phần thi của các kỷ niệm chiến tranh của chương trình này. Cái dự án đi, nhau một chú không nhau tác. Wow.
đổi. Em tìm được tiền doanh và lập nên dự án xây nhà này ngay suốt đời người ta. Lời không phải người chứ. Mong được người dân.